Rồi dạ vâng, xin kính chào toàn thể anh em và các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về ít mấy cái dòng dây tín hiệu AV có chiều dài là 50 cm. Thì hôm nay bên em thi công được khá là nhiều. Và bên em làm từ cái dây tín hiệu AV mạ bạc bãi Anh xịn của hãng Kenfox và dây AV mạ bạc bãi Mỹ xịn của hãng Benden. Thì bên em thi công có chiều dài là 50 cm mỗi vế, thì cái giá thành của nó tốt hơn rất là nhiều. Đấy. Đây anh em này, bên em ra lò rất là nhiều, và cái mẫu dây mẫu rắc AV Kiber này thì bên em cũng có về được khá là nhiều này. Đấy, thì bên em sẽ thi công. Cái giá thành thì nó cũng rất là êm thôi anh em ơi. Thi công dài 50 cm mỗi vế này thì ví dụ cái cặp Kenfox này này thì nó có tầm 230.000 một cặp thôi. Còn cặp Benden này là 210.000 một cặp. Đấy, giá rất là tốt cho anh em nhá. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết lõi và báo giá cho anh em. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo em số điện thoại đây. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em và các bác. Đầu tiên hai cái mẫu AV Kenfox và Benden này là hai cái mẫu mà bên em dạo gần đây hay bán cắt mét, và cũng thi công rất là nhiều các mẫu dây AV và canon được cái. Anh em biết rồi, đầu em sẽ quay cái dây Kenfox trước. Mẫu Kenfox này là dây bãi Anh xịn mà bên em thử được một cái số lượng một cuộn nguyên zin của nó luôn là 500m anh em ạ. Kenfox là thương hiệu rất nổi tiếng của anh em nhé. Đây này, Kenfox. Anh em cứ lên mạng gõ là tham khảo là ra cái mẫu dây tín hiệu Kenfox này. Mẫu dây này thì đường kính bên ngoài nó nhỏ gọn thôi anh em ơi. Nó thiết kế thì những mẫu dây này thiết kế nó khá là nhỏ gọn anh em ạ. Đường kính bên ngoài tầm khoảng 4,5 ly thôi. Đấy, cho nên là cái dây nó khá là nhỏ anh em nhé. Nhưng mà anh em biết rồi, cái chất lượng của âm thanh thì dây tín hiệu thì người ta quan tâm chất lượng lõi với thương hiệu thôi. Còn bản thân to nhỏ thì không quan trọng đâu anh em ơi. Vì cái dây tín hiệu nó truyền có 10 hơn chục watt thôi mà. Nói chung là quá thoải mái. Cho nên anh em mới thấy là những cái mẫu dây mà tín hiệu AV đúc liền ấy, mà cái dây mà anh em mua 20-30 nghìn hoặc là tặng kèm theo những cái đầu bốc hoặc là những cái bộ CDMD ấy, những cái loại đấy thì thông thường thì nó lõi bên trong nó còn nhỏ hơn như này nhiều. Có thể là vỏ bên ngoài, cái vỏ bên ngoài nó cũng nhỏ và cái lõi bên trong nó cũng nhỏ hơn như này, và nó chỉ tầm bằng vài sợi tóc thôi, nó còn nhỏ hơn như này nhiều anh em nhé. Thì mà nó vẫn truyền đủ tín hiệu thì anh em phải lo thôi. Đây là của hãng Kenfox này, Kenfox đấy, FST Digital and Analog, tín hiệu này tín hiệu analog đấy, anh em nhé, analog. À, anh em nhìn chưa? À, em quay rất là kỹ nha, các bác cố gắng theo dõi nha, vì cái dây này thì em sẽ quay rất là kỹ cho anh em xem. Kenfox đấy, anh em nhìn chưa? Cái đường kính của cái dây này nó tầm khoảng hơn 4 ly thôi, 4,5 ly. Thì sau khi tước ra thì nó sẽ như này. Thì tước ra thì bên trong là có một cái lõi mát này. Còn đây là lõi âm này, đây là lõi dương này. Và nó cũng có giáp chống nhiễu đầy đủ anh em nhé. Đây này. Giáp chống nhiễu đây. Bên trong có giáp bạc chống nhiễu anh em nhé. Đây này. Đấy. Đây là lát cắt em quắt ra cho anh em xem. Đây này, cái mẫu này thì cái lõi của nó thì vẫn thoải mái thôi anh em ơi. Thực ra thì anh em đã nói rồi, dây AV thì anh em chỉ quan tâm là lõi gì và thương hiệu nào thôi. Và thông thường thì lõi cứ tầm khoảng 0,5 ly như thằng này thì nó thoải mái, chất lượng rồi, nó thoải mái cái tải của nó rồi, không phải lo đâu. Đây này anh em để ý cái ví dụ mà cái lõi mà trên của cái dây đúc liền ấy, đây nó chỉ bằng ba cái sợi nhỏ nhỏ thôi này, ba cái sợi em vừa gỡ ra này, chỉ bằng ba cái sợi đó mà nó đã truyền đủ rồi anh em ạ. Cho nên là anh em mua, những anh em mà chơi audio chơi lâu lâu ấy, thì người ta mua dây tín hiệu người ta sẽ hỏi là em ơi, dây tín hiệu của em lõi gì và của hãng nào, giá bao nhiêu. Có dây loa, dây loa người ta sẽ hỏi là lõi gì, hãng nào và lõi to bao nhiêu, bởi vì dây loa nhiều khi có thể người ta chơi công suất lớn một chút, người ta sẽ chơi lõi 2,5 ly hoặc là lõi 4 ly. Đấy, tùy. Và đây là dây xịn anh em nhá. Ngày trước cái dây này rất là đắt, mà cái đợt ngày trước cái dây này phải 250m cơ. Mà không hiểu sao có cái đợt mà bây giờ nó cái cửa hàng châu Âu thanh lý, cho nên là bên em thử được cái đoạn này. Và em lấy phát 500m luôn, và về bây giờ bán cho anh em là cái dây cắt mét này có 100.000 một mét thôi. Giá rất là tốt, mà thương hiệu Kenfox là thương hiệu rất nổi tiếng của anh. Dây mạ bạc anh em ạ. Thì sau khi lên rắc thì nó cũng rất đơn giản như này thôi, thì bên em đấu rắc vào. Thì rắc Kimber này bên em đang bán là 130.000 bốn cái, có nghĩa là một cặp này
mà dài là 50 cm mỗi vế thì nó sẽ có giá là 230.000 anh em ạ. Có một cái điều nữa là cái dây này là cái khoảng cách giữa các chữ ấy anh em ơi, khoảng cách giữa các chữ là nó ví dụ mà nó lệch nhau, có nghĩa là nhiều khi bên em cắt thì bên em cứ cắt thôi, cho nên là sẽ có những loại mà nó đoạn mà nó chữ nó bị về cuối như này và có sợi thì sẽ không thấy chữ, bởi vì trong 1 mét dây thì nó chữ nó chỉ nằm trong cái khoảng 1 mét đấy, thì ví dụ nhiều khi cắt ở cái đoạn 50 cm này sẽ có một sợi là nó không phải là nó không có chữ mà mình cắt qua cái chỗ nó không có chữ, thì nhiều khi anh em mà cái này thì nó vẫn chuẩn thôi, thì bên em bốc em bán cho anh em thì về chẳng may mà có sợi mà nó chữ nó cắt nó chưa tới nó không có thì anh em cũng không phải lo lắng vấn đề anh em nhé. Đây là dây xịn anh em nhé, Kenford. Một cặp này có giá là 230.000 một cặp và bên em không bao ship đâu anh em nhé. Anh em nào lấy 2 cặp đổ lên thì bên em sẽ bao ship cho anh em có chiều dài là 50 cm mỗi vế. Tiếp theo là đến cái dây AV mạ bạc ở bãi Mỹ Ben đen, mẫu này thì nó cũng ná ná như cái thằng Kenford kia, cũng đường kính dây cũng tầm khoảng là đường kính dây cũng tầm khoảng là 4,5 ly, lõi nó cũng kiểu như vậy. Và lần này bên em thi công có chiều dài là 50 cm anh em ơi. Đây là cái lõi của thằng Ben đen này, nó cũng kiểu vậy, cái này này rồi là giáp trùng nhiễu này, rồi đây là cái hai cái lõi dây của nó. Đó. Cái này thì bên em đang bán lẻ mét thì là 80.000 một mét. Đây là mẫu Ben đen bãi Mỹ xịn mà có mã là 8761. Ben đen 8761. Đấy. Cái mẫu này thì ngày trước bên em đã quay cho anh em một lần là bên em về là nó còn nguyên Zulu. Cả hai cái này là về hàng xịn luôn. Về nguyên Zulu. Thằng Ben đen này thì bên em về trước cho nên là bên em đã cắt ra bán khá là nhiều. Thằng Kenford về sau thì bán mới túc tắc được chỗ này chắc được hơn 100 mét thôi, còn chỗ này tầm khoảng hơn 300 mét. Thì cái mẫu này thì bên em đang bán cắt mét là 80.000 một mét và khi đấu cái giắc kiber vào thì một cặp mà dài mà 50 cm mỗi vế anh em nhé, thì nó sẽ có giá là 210.000 một cặp. Đấy, thằng này là 80.000 một mét mà. Cái mẫu Ben đen này, Kenford này ở Việt Nam thì không có đâu nhá, anh em tìm nó không có đâu. Vì ở trên bên châu Âu số lượng mẫu lại rất là ít. Thằng Ben đen này thì thi thoảng em sẽ gặp, nhưng mà người ta đang bán ví dụ mà vì cái hàng này của em này, cả hai cái này đều là hàng bãi nhưng mà hàng chưa qua sử dụng, anh em nó còn nguyên Zulu, có nghĩa là nó chưa bán tới, nó nhập về hoặc có thể nó cắt mười mấy mét nó dùng rồi nhưng mà nó chưa dùng tới, chưa dùng hết, nghĩa là chẳng may nó thanh lý cái gì đấy thì là nó để lại cái giá cho mình thì mình lấy về mình bán. Thì cái thằng Ben đen này thì nó cũng kiểu như vậy, thì giá bên em đang bán là 80.000 một mét. Đây là cái mẫu chưa qua sử dụng và hàng cứ coi như là hàng bãi chưa qua sử dụng đi, và nguyên zin đấy, thì chắc chắn là sẽ tốt hơn so những có một vài anh em là cũng bán một vài mẫu Ben đen, nó không phải mẫu này đâu, nó nhiều mẫu lắm, thì có thể nó sẽ rẻ hơn 50.000 một mét, nhưng mà tội gì anh em thêm 50.000 anh em chơi cái mẫu này, hàng chưa qua sử dụng, dây còn đẹp nguyên mới cứng cựa, thì tội gì tiếc, anh em không nên tiếc 50.000 xong là có cái mức so sánh, bởi vì em bán cái này thì mấy cái mẫu Ben đen này, Ben đen và hàng Mỹ và hàng Kenford này em cứ nghĩ ở Việt Nam sẽ ít, nếu như không có thì em đã tham khảo kỹ rồi, nhưng mà hôm nọ có trường hợp thì có bác bảo là tôi thấy là chỗ khác có bán cái dây Ben đen này người ta cũng mười mấy mét thì người ta bán là 70.000 một mét, bảo mình có hỏi là anh ơi người ta có nhiều không, bảo không, người ta có mười mấy mét cắt mét thôi đấy, thì bảo thì thế thì đúng rồi, người ta đấy là dây người ta cắt ra dây bãi người ta dùng rồi, người ta quăng quật rồi, chữ nghĩa là dây giếc là có dấu hiệu là hơi xước xác các thứ rồi là dùng rồi mà, thì người ta bán 70.000 thì là ok, kể cả người ta bán 60.000 cũng chả sao, vì người ta có mười mấy mét người ta bán bao nhiêu chả được, hoặc thích người ta tặng không cũng được đấy, nói chung là bán nó nhiều kiểu. Còn khi mà có nhiều những em mà về cùng với Zulu hàng xịn như này này thì anh em tiếc gì 50.000 đúng không đấy. Thì còn cái dây Kenford này thì không có đâu, ở Việt Nam không có. Bởi vì khi có bác nào nói như vậy là bên em phải tham khảo, bởi vì thực ra thì cái giá thành thì mình cũng phải bán là tham khảo nhiều chỗ. Còn nếu mà ví dụ mà có những mẫu ấy mà bên em lấy mà chỗ khác họ không có thì tất nhiên thì mình cũng phải cân đối sao cho mà mình vẫn có lãi, đủ lãi và giá thành thì là đều nhau thì bán thì nó mới hòa thuận được. Đấy. Chứ không chạy đua vũ trang kiểu ấy các shop với nhau mệt lắm.
Đấy thì anh em nhé, cái mẫu như cái mẫu này là đang hiện là rất ok này anh em ơi. Thằng này 80 cm mỗi vế, 50 cm mỗi vế và có giá là 210.000 một cặp. Cố gắng lấy hai cặp nhé thì được bao ship nhé, hoặc lấy kèm theo món khác. Thông thường thì 50 cm nó cũng không phải ngắn đâu anh em, để mà trên để dưới thì thực ra cắm là nó vừa đủ thôi. Ken fork này bên em sẽ đấu rất là nhiều nha anh em nhé. Em đảm bảo với cái cặp Ken fork mà 230.000 một cặp này thì sẽ nhiều anh em chơi này, bởi vì dây bãi anh xịn mạ bạc, hàng của anh nó khá bọt và mới cả là chất âm của nó rất là tốt, mà giá thành của nó quá là rẻ luôn, có 230.000 một cặp thôi. Chẳng nhẽ chơi audio mà không đủ tiền 230 mà chơi thì đúng chịu, thì mình về thay thế những loại dây tàu, những loại dây vớ vẩn đấy. Thì mẫu này thì em bán khá nhiều cho anh em mà chơi audio, anh em phản hồi rất là tốt, có thể chất âm nó hay hơn kể cả mấy cái mẫu dây 1-2 triệu anh em mua đấy, đừng có đùa đâu. Những bác nào mua mẫu dây này rồi thì vui lòng comment vào trong cái YouTube để cho các bác khác, các bác ấy biết, các bác ấy mua nhé, không bảo mình chém gió. Đó. Giá rất là tốt mà nghe rất là hay luôn. Cái này chỉ cần bỏ qua cái hình thức là cái dây hơi nhỏ thôi. Đó. Vì hãng người ta, các bác lưu ý này, có những cái mẫu dây của thằng Crypto ấy bán mấy chục triệu một cặp mà dây nó nhỏ, đường kính bên ngoài nó nhỏ bằng nửa như này luôn mà nó bán mấy chục triệu một cặp. Thứ nhất là thôi thì hãng người ta, hãng audio người ta tính toán, người ta sản xuất người ta tính toán rồi, hết rồi. Thì người ta sản xuất người ta còn bán chứ, thì tốt nhất thì mình cứ thế là mình dùng thôi. Còn to nhỏ không quan trọng. Còn nếu mà cái vấn đề mà anh em là chưa có hiểu thì bên em sẽ giải thích cho anh em. Còn anh em nào mà không thích nhỏ thì em đã nói rõ rồi. Dây là đường kính bên ngoài nó tầm khoảng hơn 4 ly thì để cho anh em biết đường. Không phải ôi em ơi anh cứ thích dây to hoành tráng, không cần nghe hay không cần biết như nào. Anh cứ thích to hoành tráng thì tốt nhất thì mình chọn sang mẫu khác, vì bên em cũng có mẫu dây to. Anh em nhé. Xin kính chào tất cả mọi người.